Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với ngày thi đấu áp chót của giải thi đấu VCT Challenger Việt Nam Split 1. Mình là Dinh Tô Xích và bên cạnh mình là Caster Hana sẽ là những người đồng hành cùng bạn trong cái cặp trận thi đấu đầu tiên. Cặp trận phải nói là đỉnh cao, siêu kinh điển cho một ngày thi đấu cuối tuần đúng không? Fancy đối đầu các thành viên phía team 3T ở trong một cái loạt trận thi đấu bán kết giành thắng. Cố gắng trên trong bàn thi đấu này thì chúng ta có thể thấy rằng Béo cũng đã kết thúc ở Jet Saiken. Một pha bắn lỗi đến từ Jet Saiken 7 viên đạn và Béo nếu như kết thúc Wukong thì sẽ là một thảm họa. Nhưng mà đại cụ tay đang cố gỡ, đồng nghĩa với Béo kết thúc được vị trí ở Wukong. Và play số dọc cuối cùng là vị trí lộ ra rồi và là kill dành cho Béo. Bắn huy tách mà cái cam để có thể câu giờ cũng như là lấy thông tin mà thôi. Diễn Operator không rơi vào tay đối phương, Nitty có 1, đối phương có rào, nhưng Nitty thì có 3. Lên sống sống cuối cùng, Violet cuốn đến từ bên phía của team 3T nhưng là không được. Vẫn còn rất nhiều đồ đến từ đội bên phía của team Fancy. Spy chưa thể được gỡ đến từ các thành viên team 3T và 7B thì lại mất khu vực mid. Và đại cụ T mất luôn cả khẩu Operator trong tay của mình. Rất nhiều thứ đang chống lại 3T. Jin của những đồng đội đã chiếm được hoàn toàn khu vực tầng 2 và Béo cũng phải nằm xuống. Spy được đặt hai gì ra đi. 3T chẳng còn lại một thứ gì ở trong round thi đấu này cả. Có hoặc còn một người trong side đó Red, nhưng mà Red cần phải tạo được đột biến như vừa nói xong. Chuột phải VCO và cả đồng đội đều không né được. Ba mạng hạ gục dành cho bên phía team 3T để gỡ gạc lại. Họ biết VCO đang ở đâu, họ phải giải quyết VCO càng nhanh càng tốt ở đây rồi. Béo đã xuất hiện kịp thời. Bây giờ thì hở sườn ra, VCO sẽ có cho mình một trái flash, thêm cả một cái recon nữa. Người bị quen là đại cụ tè, thêm cả Red Devil, hai người bị lộ. Nhưng Jet Saiken lại bắn lỗi ông tình huống kê trước này. Vũ công đang mọc, Vũ công đang ở ngay sau lưng và đại cụ tè bắt buộc phải nằm xuống. Nhưng trước đó thì Lizzy cũng đã ra đi. 12 giây, vậy như đã nhá ra thấy điều gì đó. Và góc cắt tâm của Vanet là rất đẹp. Trên một trái smoke để bắt đầu bò trườn. Mọi người đứng ở khu vực vàng, VCO bắt buộc phải tỏa sáng. Nếu như Fancy vẫn muốn thắng đoạn thi đấu này vì Vũ công đã gục rồi. Và với việc đại cụ tay lướt đẹp như vậy thì không có cơ hội dành cho bộ đôi controller bên phía team Fancy. Flawless win. Nhịp đấu skill nhưng 3T thua quá nhiều. Họ đã mất tới 2 và đối phương đã có một người lần bên trong hàng xà. Vũ công bắt thể một mạng, tiếp một kill dành cho Vũ công và Vinet chỉ còn lại một mình mà thôi. Một vs 1 là không thể đến từ Vinet và 13-6 gọi tên Fancy. Chiến thắng thuộc về Fancy United Esports với tỷ số là 2-0 và họ sẽ là đội đầu tiên vào trận thi đấu chung kết. Còn bây giờ thì lên nhạc thôi. Chào mừng các bạn tới với bản bình luận và chúng ta đang sẵn sàng cho cặp đấu giữa Big Bam đối đầu với Lazy Bird Wanna Win. Cặp trận rất là quan trọng để chúng ta xác định được đại diện sẽ xuống, chính xác hơn là sẽ đi tiếp vào chung kết đánh tour để gặp gỡ bên phía đội của team tài trợ. Nhưng mà chính ra em nói một vế là đi xuống cũng đúng mà, là đi xuống tức là ra về đấy. Ai sẽ là đội ra về đầu tiên khỏi giải thi đấu của chúng ta trong vòng trong playoff này? Nó sẽ gọi tên Lazy hay các đội viên bên phía team Big Bam đây? Thực sức nhưng đã phải bỏ về. Anthony hạ cũng được thành công anh biết. Mất hơi nhiều một chút, đọt và nhất thống đều có mang. Lại là những điểm vào gục. Quán khẩu Spectre này phát huy được tối đa hiệu quả. Người cuối cùng là BMV. Rất chí anh ta còn đưa mình về được một vị trí an toàn. Hai lồng công nghệ đã giúp đây là sụt sót đứt tí đổi mạng của BMV. Tiếp tục né flash, bắt người đằng sau. Phải đã rơi, Layla búa quá dẻo và đỡ là quadra kill cho Layla. Bắt buộc phải đổi hướng thôi. Nhưng vấn đề rằng quả flash người vào đến từ tên là quá hay. Đọp đổi 1, đọp đổi 2, đọp đổi 4 đến từ vị trí của đọp. Rách rồi, người bách xe đang đẩy ra. Akashi và NTK mỗi người có cho mình một mạng và NTK làm đến 3. Đọp biết điều gì đó. Chủ động bình ngược lại đẩy ra bắn nhau luôn đến từ vị trí của mèo. Nhưng Layla là người bắn tay to hơn và Layla làm hết. Mình còn lại là 2 player nghèo. NTK đã sẵn sàng để cùng với đội người chơi. Cơ hội có mạng, đọp không bỏ lỡ. Nhưng ta có được triple kill. Khi flick cực nhanh vào đầu đối phương, NTK để lộ thông tin và ta sẽ phải một đấu hai trong pha này. NTK đã thắng, nhưng cái chọc đầu của NTK đọc thêm quả flash pop ra. Vina có một mạng cầm chân bị phá, nhưng Akashi và mèo lại bắt được đến đôi. Vị trí của Vina đã lộ khi mà quả flash cũng như con dao ném ra và đó là một tiếng clutch đến từ các thành viên bên phía team Lazy. Này nó sẽ quá khó vượt qua đến từ mèo. Arceus la hà cũng được Vina bắt buộc những người quen vẫn đang phải trốn đi. Akashi cô truy mạng tiếp theo. 2v5 nhất thống IK đổi một mạng. Quá nhiều thứ liệu làm được không để Layla tìm đến được tỷ phía bên ngoài của bực chót. 2v3 lượng máu định bên phía đuổi của bà vẫn được ngấm tốt, nhưng họ chỉ còn lại một mình nhất thống rồi. Phá cửa kính, băng xuống tree, Ace Rola và cả phần còn lại của Lazy đang đón vào thi đấu chiến thắng thứ 7 của Lazy. Gecko, Gecko anh em ơi, chúc mừng các thành viên bên phía team Bam, họ đã vào trận thi đấu chung kết ngày thua.